Dạ vâng, em Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì hôm nay về được hai bộ rải bao nha bác nha, hai bộ rải bao. Một bộ của Nhật và một bộ của Mỹ. Đấy. Thì bộ đầu tiên của Nhật là bộ Kenred. Bộ Kenred nha bác nha. Thì con rề nó là rề 8 GB830 và con bao là model GM820X nha bác. Đó, thì bộ này thì về là trong tình trạng là đẹp keng nha bác nhá, đẹp keng luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Bao thì nó có hai đồng hồ vô luôn nha bác nhá, hai đồng hồ vô cổ điển cực kỳ là chất lượng. Về dòng này thì tiếng nó rất là sáng, tiếng rất là hay nha bác nhá. Để các bác kết hợp ghép bộ nghe nhạc rất ok. Thì model rề của nó thì ra thì nó sẽ chỉnh được bát chép riêng biệt hai vế nha bác, bát chép riêng biệt hai vế led drive. Đấy, là chỉnh bát led drive liên biệt hai vế ba lăng. Thì ở những cái dòng này thì nó sử dụng là fader trượt nha bác nha, fader trượt để hiệu chỉnh chứ không phải là chỉnh bằng volume nha bác nha, không phải bằng chiếc up, mà sử dụng fader trượt để hiệu chỉnh bát chép. Ba lăng cần trái phải thì cái này các bác để ở giữa. Đấy. Chế độ cách tần số thì nó sẽ 150Hz. Đấy. Và tới 300Hz nha. Thì ở dây cao thì nó sẽ 2000Hz và 6000Hz. Đấy. Có chế độ low led, dòng rề này thì nó có low led nha bác nha. Có low led thì nó hỗ trợ về cái dây bass chúng ta nó sâu hơn, và tiếng nó sẽ hay hơn. Tiếng ấm hơn. Đấy. Những con mà nó không có low led thì nó tiếng nó rất là khô, tiếng nó không hay bằng những con có low led nha. Đấy, dòng này ok. Volume của nó thì cũng volume là fader trượt luôn bác. Volume nó đây là volume này. Đấy, volume fader trượt luôn nha. Chế độ chơi stereo. Đấy. Left right. Đấy, cầu AB. Đấy. Rất là nhiều nha, rất là nhiều chế độ chơi cho bác. Hàng thì cực kỳ là đẹp luôn, chất lượng nha bác nha. Mặt là phê nhôm. Phía dưới con bao thì nó sẽ sơ hai đồng hồ vô. Và dưới hai đồng hồ vô thì nó sẽ có cái volume tinh chỉnh cho hai vế led ra. Hai volume led ra nha bác nha. Chế độ chơi cầu AB. Này thì phần chính tín hiệu của Kibo Metal Ringer. Đấy. Bao công tắc nguồn. Cái red nha bác. Đây, một bộ cực kỳ là đẹp nha. Hai ổ gỗ hai bên. Ổ gỗ hai bên nha bác nha. Đấy. Bộ này rất đẹp, rất ok luôn. Ở phía sau nha bác nha. Ở phía sau thì nó sẽ chơi hai cầu này. Đấy. Con này thì 270W nha. Công suất cũng rất lớn. Điện là 100V. Đường input là đường bông sen. Đây, phần input của con rề nha bác. Hàng rất là mới, rất đẹp luôn nha. Đây, sản xuất tại Gia Bằng. Gia Bằng nha bác nha. Rồi ok, đó là cái bộ bộ rề bao của hãng Kenred. Cực kỳ là đẹp nha. Đấy, các bác trưng bày rất là đẹp luôn cái mặt đó. Không trời xước nha bác nha, không trời xước, rất đẹp luôn, mặt rất đẹp. Đó. Rồi, ok, thì em sẽ qua cái bộ của Mỹ. Bộ Mỹ là bộ cover. Mã của con rề là model là C1 nha bác nha. Tại vì cái chữ này nó cùng màu với lại cái mặt trước, nên là nhìn chữ thì các bác thấy nó rất là mờ nha bác nha. Rất là mờ. Đấy, cover. Model C1. Đấy. Dòng này thì nó thế nha quá nha, chữ này nó như vậy đây. Volume check up này, dòng này thì nó không có low led nha quá. Có low led. Đấy. Chính bát chép từng vế luôn. Đấy, bát chép riêng biệt từng vế nha. Chế độ tín hiệu vào. Ở dưới là con bao model nó BM 1.5, con này là công suất lớn nha quá nha. Dòng này thì nó cho các bác karaoke thoải mái luôn. Đấy. Dòng này thì chạy là 20 sò nét đỏ đen. Thì công suất nó lên đến là 475W trên kênh 8 ohm. Thì
con này thì các bác karaoke, vừa ghép karaoke vừa nghe nhạc thoải mái luôn. Đấy, hàng rất là đẹp nha. Về con rê thì nó sẽ sử dụng hai nguồn điện là 120V và 230V. Thì con này thì em đã chuyển sang 230V. Đấy, nó có cầu chuyển ở trong cái máy nha bác nha. Thì các bác muốn chuyển qua 120 hay 230 thì tùy. Thì em chuyển qua 230 cho nó dễ sử dụng, tránh tập cháy. À, còn con bao thì nó cố định là điện là 100V nha bác nha, 100V, 120V. À, hàng máy in Yoda nha, hàng Mỹ. Đấy, cầu loa đường tín hiệu qua là 35 số ly. Quạt gió nha bác, dòng này thì các bác karaoke thoải mái nha, quạt chạy rất là êm, model VM1.5 nha bác nha. Rồi, ok các bác nha, hai bộ rời bao cho các bác vừa karaoke vừa nghe nhạc rất là đẹp nha. Mặt này là ghi mặt màu tím ghi nha bác nha. Đó, quai sắt này cực kỳ là đẹp nha, chất lượng nha bác. Hai bộ này các bác nghe nhạc karaoke rất tuyệt vời, bộ này trưng bày rất đẹp luôn. Và em sẽ báo giá hai bộ cho các bác để các bác cân đối. Thì bộ cover sẽ có giá là 17 triệu nha bác, bộ cover bộ Mỹ thì có giá là 17 triệu. Còn cái bộ Kenred, bộ Kenred có giá là 13 triệu 500 nha, 13 triệu 500 cả bộ nha bác nha. Đây, còn bộ này là 17 triệu nha. Rồi, ok, thì các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho Hồng qua hai số điện thoại trên tấm biển mình, kết bạn Zalo, Facebook và số đuôi 707 để xem hình ảnh cụ thể chi tiết của từng sản phẩm nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại ở video sau.